Chứ thật ra ngày xưa em sống với ba mẹ, chứ còn bà ngoại nghĩ là mình khuyết tật, mình không có đi đâu đâu nên là không có giấy tờ. Tới lúc mà bước chân lên thành phố rồi lúc đó mới đi làm giấy tờ. Giấy tạm vắng rồi chú gì cũng có, giống như là mình đang sống qua vòng pháp luật vậy. Hồi đó cái anh ở xóm á, là nói em là bò lết ở dưới đất á, dơ không có làm được. Do đó là chặt ra đi câu sấu. Ở dưới quê em có câu là cái gì bỏ đi á, thì chặt ra để câu cá sấu. Có nghĩa là bỏ là không còn sử dụng được nữa. Yến là người có tố chất kiên cường bẩm sinh. Cho dù khuyết tật do sốt bại liệt ập đến với cô lúc lên ba, và cho dù lớn lên trong hoàn cảnh đầy những rào cản, nhưng tất cả vẫn không làm cô ngã gục. Không như đa số người khuyết tật, khi đã hoàn tất việc học, có bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Kể từ đó, Yến luôn đi tiên phong trong phong trào quyền cho người khuyết tật tại Việt Nam. Cung cấp dịch vụ xã hội cho người khuyết tật không phải là món quà, mà là quyền của họ. Yến thành lập Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD vào năm 2005. Hầu hết các chương trình hay trung tâm hỗ trợ người khuyết tật vẫn còn áp dụng mô hình từ thiện. Những mô hình từ thiện này thì không giúp được người khuyết tật nâng cao năng lực của họ. Ở DRD, chúng tôi nỗ lực giúp người khuyết tật thay đổi nhận thức trước. Chúng tôi giúp họ nhận thấy họ cũng là con người có đầy đủ giá trị và khả năng. Họ chỉ cần được tạo cơ hội để phát triển khả năng này. My future. Các bạn, các em sẽ có một màn biểu diễn. Đến nay, DRD đã hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng hưởng lợi và luôn đón chào những người mới đến với các hoạt động của mình. Đa phần người khuyết tật bị cô lập ngay trong chính gia đình của mình. Do đó họ cần ai đó để lắng nghe và hiểu những khó khăn họ gặp phải. Tôi thường lắng nghe câu chuyện của họ trước, rồi kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Việt Nam không giống như Mỹ và các nước phát triển khác. Ở các nước phát triển, họ có đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật. Còn ở Việt Nam chúng tôi chưa có hệ thống như thế, nên chúng tôi luôn khuyến khích người khuyết tật thay đổi cuộc sống. Làm điều gì đó có ích chứ không phải chấp nhận số phận. Thường thì người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn khi đi ra ngoài cộng đồng. Do đó các thành viên DRD đang ấp ủ và thực hiện một chiến dịch về một thành phố không rào cản cho tất cả mọi người. Một môi trường tiếp cận hơn, thân thiện hơn sẽ mở ra một cánh cửa để trẻ khuyết tật, người khuyết tật có cơ hội đến trường, đi làm, đến những nơi mà họ muốn. Đó mới là cách để giúp người khuyết tật thay đổi cuộc sống. Trước khi kết thúc chương trình, mỗi người tham gia đều viết ra giấy những ý tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và đặt nó trên một cái cây mà chúng tôi gọi là cây ước mơ tiếp cận. Chúng tôi dùng tất cả các cách hỗ trợ. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn giới thiệu việc làm, tập huấn kỹ năng cho người khuyết tật. Chúng tôi tổ chức những đêm nhạc, những hoạt động thông qua các sự kiện, hội thảo. Chúng tôi tổ chức các hoạt động đa dạng để người khuyết tật đến với hội quán và tìm được niềm vui.
lớn nhất của Yến và DRD là thay đổi nhận thức về vấn đề khuyết tật. Người khuyết tật đến với DRD để nhận ra vẻ đẹp và phát huy tiềm năng của mình, giống như vừa bước ra khỏi những căn phòng tối ám và thoát khỏi những hàm cá sấu kinh người. Tôi và các đồng nghiệp vẫn nuôi ước mơ về một trung tâm cộng đồng dành cho người khuyết tật. Như quý vị biết đó, chúng ta có nhà văn hóa thanh niên, có nhà văn hóa phụ nữ, nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng chúng ta lại chưa hề có nhà văn hóa cho người khuyết tật, nên chúng tôi ao ước có một trung tâm như thế. Hãy subscribe.